Xin chào các bạn. Đầu tiên thì xin được chúc cho các bạn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đã trở lại với kênh Gió Mùa Khí Sự của mình. Và trước mắt các bạn đang xem đó chính là trụ tháp chính của dự án cầu Mỹ Thuận 2. Hôm nay mình xin được phép chia sẻ đôi chút về cái công nghệ bê tông giữ ứng lực. Thì các bạn biết rồi đó, công nghệ bê tông giữ ứng lực hiện nay thì có hai loại chính là bê tông giữ ứng lực căng trước và bê tông giữ ứng lực căng sau. Thì hai loại này được phân biệt dễ dàng là bê tông giữ ứng lực căng trước á, là đúc tại nhà máy hoặc ngay tại bãi đúc. Còn bê tông giữ ứng lực sau á, là đúc tại hiện trường, đặt cáp sẵn khi đi thép, chờ đủ cường độ thì kéo cáp. Như bạn thấy ở bên dưới trụ tháp chính này nè, bệ tháp á, và đang trên quá trình xây dựng cái trụ tháp á, đó nhìn chính là người ta đang sử dụng cái công nghệ bê tông giữ ứng lực cốt thép sau nha các bạn. Đó có nghĩa là khi người ta đúc tới đốt nào thì người ta sẽ đổ bê tông và kéo căng cáp tại đốt đó. Như các bạn thấy phía bên dưới thì cái trụ tháp chính á, của hai bên bờ sông á, giữa một bên là bờ Tiền Giang và bên bờ của tỉnh Vĩnh Long á, người ta đang đúc những cái đốt đó. Thì bên trong đó là sẽ có trụ tháp đó sẽ có những cái ống gang hoặc là những cái ống ruột gà để mà luồn cáp vào bên trong, sau đó kéo căng cáp đó. Thì gọi nôm na đó chính là công nghệ bê tông giữ ứng lực nha các bạn. Thì cái trụ tháp chính này nè, nó đổ cũng gần giống như trang như là những video trước mình có chia sẻ về đổ bê tông dầm đúc hẳn cân bằng á đó. Đó, ở bên phía của bờ tỉnh Vĩnh Long ở những clip trước các bạn thấy rồi đó. Thì nó cũng luồn cáp, nó đổ xong nó luồn cáp vào bên trong và kéo căng cáp, đó gọi là bê tông giữ ứng lực sau đó. Và cái trụ tháp chính thì nó cũng như vậy, nó cũng nhưng mà khác chỗ là nó đứng, nó đổ đứng, trụ tháp thì đổ đứng, cho nên là khi mà nó đổ xong đúc này thì nó sẽ luồn cáp vào bên trong cái trụ tháp và sau đó nó kéo căng sau xong một đốt đó, nó tiếp tục đổ đốt tiếp theo và nó đổ như thế đến khi nào mà xong cái trụ tháp thì thôi nha các bạn. Thì các bạn thấy bên đây chính là phía bên bờ của tỉnh Vĩnh Long nè, trụ tháp bên phía bờ tỉnh Vĩnh Long. Thì cái công nghệ này á, nó sẽ dùng cái biện pháp đúc đẩy trụ tháp sẽ có kiểu dáng như thế nào và hình hài ra sao á, là do cái người thiết kế theo ý tưởng có hình dạng như thế nào thôi. Và bên trên thì vẫn là sử dụng công nghệ dây văn, khi mà đến cái phần mà bên trên sẽ kéo dây văn nha các bạn. Và như lúc nãy các bạn có thể thấy được trụ tháp á, là nó không có đổ bê tông đặc nha các bạn. Như bạn thấy đó là sẽ có cái bên trong nó hơi rỗng đó, thì cái trụ tháp nó có lớp bê tông dày hay mỏng á, to hay nhỏ là do lúc ban đầu nghiên cứu địa chất tiền khả thi người ta sẽ thiết kế theo cái vùng địa chất địa hình khác nhau. Và cái lớp bê tông trụ tháp đó sẽ có cường độ bê tông và lớp bảo vệ khác nhau. Thì khi mà người ta đổ bê tông xong á, của một cái đốt đó thì người ta tầm 3 ngày người ta sẽ kiểm tra cái cường độ của bê tông, độ cứng bê tông á, hay còn gọi là cái đơn vị gọi là mát á. Thì khi mà kiểm tra xong thì ta sẽ tiến hành là sẽ xây thêm một đốt mới tiếp theo nữa đó. Mà mới vừa đổ xong 3 ngày thì dù là có chất phụ gia trong cái lớp bê tông đó nhưng mà độ cứng thì vẫn chưa đảm bảo là 95% nha các bạn. Thì để khoảng 28 ngày sau thì nó độ cứng của lớp bê tông đó mới đạt được là khoảng 95%. Và tại sao mình có nói lớp bảo vệ? Thì thí dụ như xây bê tông trong vùng nước ngọt á, thì sẽ có lớp bảo vệ và cường độ bê tông sẽ thấp hơn so với xây trong vùng nước xâm nhập mặn hoặc là vùng nước mặn nha các bạn. Cho nên là cái vấn đề mà xây á, thì cũng phải theo một tiêu chuẩn nhất định để áp dụng cho từng vùng miền khác nhau nha các bạn. Nói nôm na đơn giản hơn thì cho dễ hiểu á, gọi đó là lớp bảo vệ sắt thép, lớp bảo hộ bê tông. Trước khi mà đổ bê tông thì tư vấn giám sát sẽ đo khoảng cách thép với ván khuôn, thì người ta gọi đó chính là lớp bảo hộ bê tông. Và như các bạn thấy ở bên dưới màn hình thì những cái trụ cột đó thì người ta cũng sử dụng công nghệ bê tông cốt thép giữ ứng lực nha các bạn. Thì tại sao bê tông được đổ lắp cốt thép vào mà không có sử dụng bằng cốt bằng những cái loại kim loại khác? Vì thép chịu kéo và nén tương đương nhau so với mà bê tông, cho nên là lực dính bám bê tông và thép là rất tốt.
thép và bê tông không có phản ứng hóa học với nhau, cho nên là bê tông và thép có hệ số giãn nở nhiệt ngang nhau và có tính đồng đều, cho nên là người ta sử dụng bằng cái bê tông cốt thép đó, và cái công nghệ bê tông giữ ứng lực hay còn gọi là bê tông cốt thép giữ ứng lực đó, thì được sử dụng rất nhiều và rộng rãi đối với những cái công trình ở Việt Nam và nước ngoài cũng vậy. Và như nãy giờ mình chia sẻ thì các bạn cũng đã hiểu được đôi chút từ phần nào về cái công nghệ bê tông giữ ứng lực đó, hay còn gọi là công nghệ bê tông cốt thép giữ ứng lực rồi đó, đúng không nào? Thì đa số thì phần những cái công trình lớn, những cái cơ sở, những hạ tầng, những cái xí nghiệp lớn, người ta đều sử dụng cái công nghệ này và sử dụng một công nghệ là bê tông giữ ứng lực cốt thép này là trước hoặc là sau đó. Trước có nghĩa là người ta đổ sẵn ở bên dưới ở một vị trí nào đó, sau đó người ta sẽ lắp lên, còn sau là như các bạn thấy ở trụ tháp chính đó, và bên phía mà bờ tỉnh Vĩnh Long đó, người ta đổ sau đó. Đổ đến lúc nào người ta kéo căng nút lúc đó. Và ở vị trí này là mình đang chia sẻ cho bạn về ở bên dưới cái đoạn đường dẫn bên phía bờ của tỉnh Tiền Giang nha các bạn. Thì hiện tại thì cái đoạn đường dẫn này thì vẫn đang trong quá trình gia tải nha các bạn. Thì trong thời gian sắp tới thì họ sẽ dỡ tải rồi sau đó sẽ tiến hành thi công cái nền mặt đường. Thì cái đoạn đường dẫn bên phía của bờ của tỉnh Tiền Giang á, lên tới cầu Mỹ Hận á, thì hai á, thì dài khoảng 4,3 km nha các bạn. Đó, 4,3 km thì từ cái nhịp chính của cầu Mỹ Hận 2 nó dẫn đến nút giao An Hải Trung, nó là dài khoảng 4,3 km. Và bên cái phần đoạn đường dẫn này á, thì thuộc của dự án cầu Mỹ Hận 2 đó, và hai đường dẫn. Thì cái đoạn đường dẫn này á, hiện tại ở giai đoạn 1 này người ta sẽ thiết kế là 4 làn xe đó. Và còn cái bên trên cái nhịp chính của cầu Mỹ Hận 2 á, là cái đoạn đó thì dài khoảng 1,9 km. Thì cái đoạn trên bên trên cái nhịp chính của cầu Mỹ Hận 2 thì ta sẽ làm hoàn chỉnh với 6 làn xe nha các bạn, và có nền rộng mặt đường trên cái nhịp chính của cầu Mỹ Hận 2 á, là 25m. Bây giờ mình quay trở lại để xem một lần nữa ở vị trí của trụ tháp nha các bạn. Thì các bạn thấy rồi đó, thì mình vừa chia sẻ các bạn đây chính là tiến độ của dự án cầu Mỹ Hận 2. Và cái tiến độ này là khi mình đã quay video trước lễ nha các bạn, cho nên là nhiều bạn hỏi là đừng hỏi tại sao là cái tiến độ này nó khác so với hiện tại. Đó là tại mình đã quay trước đó hôm trước lễ rồi đó. Và như bên cái phía mà lên những cái nhịp dầm á, bên phía bờ của tỉnh Tiền Giang á, các bạn thấy á, thì người ta sử dụng cái công nghệ bê tông cốt thép giữ ứng lực trước đó, là chính là đổ những phiến dầm súp bê tê, sau đó ở bên dưới mặt đất, sau đó người ta sẽ lắp bên trên đó, lắp lên trên những cái xà mũ đó, của những cái trụ cầu á đó, đó là gọi là công nghệ bê tông giữ ứng lực trước đó, là những phiến dầm súp bê tê và những phiến dầm chữ Y á. Còn bên phía của địa phận của tỉnh Vĩnh Long và những cái clip trước mình đã chia sẻ, thì cái lên cái phần mà nhịp trụ cầu á, thì người ta sử dụng công nghệ dầm nút hẳn cân bằng hai bên đó. Và các bạn có thể thấy được ở bên dưới, bên phía bờ của địa phận của tỉnh Tiền Giang á, ngay vị trí đó chính là mố cầu của Mỹ Hận 2 đó, ngay vị trí cái phần mà tiếp đất đó, trên bên dưới nền đường á, ngay vị trí này thì mình thấy là còn lắp một số cái phiến dầm đó, ở vị trí mố cầu nữa, sẽ hình thành một cái đường dẫn từ bên dưới cái nền đường lên với lên bên trên cái nền đường phía bên trên của những cái đoạn cầu bên trên. Họ đang thi công ngay chỗ vị trí cái mố cầu á. Mà bắt đầu từ cái đoạn này nè, thì các bạn thấy rồi đó, thì bên trên nền mặt đường á, là người ta sẽ có chiều rộng mặt đường là 25m với 6 làn xe nha các bạn. Và nó nối dài cho đến trụ tháp chính, nó ra phía bên bờ sông đó, hướng đó chính là hướng đổ về
Mỹ Thuận, Mỹ qua bên cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm like trên video mình và đăng ký.